AFC Champions League, AFC Cup trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Rất tốt, Giovane, cơ hội dành cho Giovane. Đối mặt, tỷ số là 4-2 dành cho cầu thủ Việt Theo FC. Không còn những vũng nước nữa và Giovane. Những bước chạy thoăn thoắt của Giovane. Sau đó anh được tưởng thưởng bằng ít phút giây nghỉ ngơi. Chúng ta đã thấy hình ảnh Giovane nằm ra ăn mừng. Như thể là anh đang ở bãi biển vậy. Được chuyền sang dành cho Duy Thường. Có penalty dành cho cầu thủ Viettel FC. Đánh tay của Zulkifli đã giơ lên quá cao. Một Pedro khác. Tỷ số là 1-0. Pedro Bortoluso là cầu thủ đã mở điểm trong trận đấu này. Và giờ thì Pedro Paulo gỡ hòa dành cho Viettel FC. Đây sẽ là bàn thắng giải tỏa được những áp lực cho Viettel. Cú đá đầy tự tin của Pedro Paulo. Những xử lý tốt của Giovane. Giovane vẫn đang là Giovane dứt điểm. Vào! 5-2. 5-2 cho câu lạc bộ Viettel FC. Giovane không sợ những hậu vệ của Hougang United. Đôi khi thì chỉ cần hai từ để mô tả về pha bóng này. Đẳng cấp. Có tổng cộng là 6 cầu thủ đã đối đầu với Giovane ở tình huống vừa rồi. Nhưng bóng thì vẫn lăn vào lưới. Đi thường. Giovane, bóng tiếp tục trả tay. Một quả penalty nữa dành cho cầu thủ Viettel FC. Hoàn toàn hợp lý. Và đây là cơ hội để Pedro Paulo có được cú đúp. Pedro Paulo! Tỷ số là 2-1. 2-1 dành cho Viettel. Cú đá hoàn hảo của tiền đạo người Brazil. Với cú đá kiểu như thế này thì dù Mukundan có đoán trúng hướng bóng đi chăng nữa thì chưa chắc anh đã đỡ được. Rất quyết đoán. Hoàng Đức. Giovane. Lần này là cú đá bằng chân phải của cầu thủ người Brazil. Giovane so với trận đấu trước thì anh đang chơi gần khung thành hơn và tự do để đưa ra những pha dứt điểm hơn. Pedro. Giovane. Dành chung dứt điểm. Bóng đá đi không chính xác. Sau ít phút của hiệp 1 chúng ta cũng đã cảm nhận phần nào. Rất kỹ thuật, Giovane. Qua người thành công, Giovane. Bóng sang chân trái. Chưa thể có cú đá của Giovane. Vẫn đang là cầu thủ người Brazil. Những động tác xử lý kỹ thuật của cầu thủ người Brazil đang gây ra vô vàn khó khăn trong phòng ngự của Phnom Penh Crown. Nhưng vẫn để anh tung hoành. Nhịp đảo chân và đẩy bóng rất khó chịu. Giovane rất hay. Phá thoát đi của Giovane. Đúng vào. Vẫn là những nhịp xử lý bằng chân không thuận. Không thực sự tạo được một độ chính xác cao tới từ cầu thủ người Brazil. Tuy vậy thì đó là một tình huống mà Giovane cũng đã bị trượt chân. Để bóng lên của các thủ Viettel FC. Đức Hoàng Minh. Giovane. Phớt hay. Rất tiếc là đường truyền lại hơi mạnh một chút so với đà di chuyển vào trong của Paulo Pedro. Giovane sút vẫn không vào. Sút tiếp. Một đều cho Viettel FC. Và đó là cái tên khao khát ghi bàn nhất, đó là Paulo Pedro.
Hai cú dứt điểm liên tiếp của bộ đôi trên hàng công Giovanni rồi tới Petro. Cuối cùng thì Otilat Namakot của Young Elephants cũng đã bị đánh bại. Phút 33 của trận đấu và mọi thứ đã được đưa trở lại với vạch xuất phát. Phải nói là cũng nên dành những tràng vỗ tay dành cho với những pha thể hiện vừa rồi. Ngay cả cú đá cận thành như thế này của Giovane mà Namakot vẫn có thể kịp thời cứu nguy, nhưng phản xạ ngồi dậy sau đó thủ thành này là không đủ nhanh để có thể hứng được cú đá tiếp theo của Paulo Petro. Cú bắt vô lê rất nhanh, rất đẹp mắt. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì Lucas đã có thể chạm được vào bóng. Petro! 2-1 cho Viettel, phút thứ 40. Ngay sau cơ hội bị bỏ lỡ của Young Elephants, Petro đã lại một lần nữa tỏa sáng. Vẫn là một cú dứt điểm rất đẹp mắt. Bàn gỡ hòa 1-1 là một cú tung người móc bóng và vừa rồi là một cú đánh gót rất điều nghệ. Với tốc độ và thể hình của hai cầu thủ cao lớn như thế này, và đây là một đường chuyền quá hay của Giovane dành cho Paulo Petro. Pha dứt điểm cũng rất điệu nghệ. Thì chưa thể ghi bàn, nhưng chúng ta thấy rằng trong cả hai bàn thắng của Viettel FC đều có dấu ấn của Giovane. Thêm một đường chuyền cho Paulo Petro, có hat-trick không? Không, một đường chuyền ra rất hay, 3-1 cho Viettel FC. Bàn thắng được ghi ở phút 45. Khi mà đồng hồ trên sân thống nhất chuyển sang phút thứ 45 thì tỷ số cũng được nâng lên 3-1 cho các cầu thủ Viettel. Hoàng Minh là người đã ghi bàn. Nhưng thêm một lần chúng ta thấy được sự ăn ý của bộ đôi Giovane cùng với Paulo Petro. Pha phá bẫy việt vị rất hay của Paulo Petro. Hoàn toàn là tình huống mà Paulo Petro có thể dứt điểm để tìm kiếm một hat-trick, nhưng anh đã thể hiện tinh thần đồng đội ở tình huống này với một pha chuyền bóng dọn gỗ cho Nguyễn Đức Hoàng Minh khá hay. Của AFC Champions League cũng như AFC Cup luôn là một thử thách rất lớn đối với nền tảng thể lực. Petro rất dễ dàng, cú hat-trick của Petro. Tỷ số được nâng lên 4-1 cho Viettel. Không khó để có một pha cài người thoát xuống và dứt điểm cực kỳ tinh tế, gọn gàng của Paulo Petro. Những ngoại bình của Viettel FC rời sân được rồi. Cài người chạy và dứt điểm quá hay. Và một lần nữa, đội ngoại bình của Viettel FC cho chúng ta thấy sự ăn ý đến như thế nào. Với đường chuyền của Giovane vừa rồi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.